xôn xao clip tài xế VinFast VF8 rời ghế lái để xe tự chạy trên cao tốc. Nhiều trang cộng đồng về ô tô đang xôn xao trước clip một chiếc VinFast VF8 tự chạy trên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Đáng chú ý là tài xế khi đó rời khỏi ghế lái và kích hoạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS để phó mặc cho xe tự vận hành. Hình ảnh thể hiện trong clip cho thấy chiếc VinFast chạy ở làn bên trái trên cao tốc dành cho các xe đi nhanh. Lúc này tài xế có vẻ đang ngồi ở ghế phụ, ghế lái hoàn toàn bị bỏ trống. Chiếc VF8 bám theo các phương tiện ở phía trước, tự động tăng tốc từ khoảng 50 km/h lên 60 và hơn 70 km/h. Video trên chưa được xác minh, nhưng nhiều người dùng mạng xã hội đã thể hiện sự phẫn nộ trước hành động nguy hiểm này nếu nội dung không bị dàn dựng. Đây chẳng khác nào là phó mặc tính mạng của mình và những người xung quanh cho công nghệ. Tính năng trên được VinFast trang bị, không phải được dùng theo cách đó, tài khoản Vũ Hoàng nhận xét. Trong một khoảnh khắc, người ngồi trên VinFast VF8 đã chạm vào vô lăng, có thể nhằm tắt tạm thời cảnh báo yêu cầu, nắm vào tay lái mà xe đưa ra. Vị trí cảm biến đặt phía sau vô lăng đã được che đi, không loại trừ khả năng tài xế làm vậy để vô hiệu hóa hệ thống giám sát người lái, thành viên Vũ Tuấn phân tích. Hiện nay, nhiều dòng ô tô được trang bị tính năng hỗ trợ lái nâng cao, cho phép xe giữ khoảng cách với các phương tiện xung quanh mà tài xế không cần can thiệp vào chân ga, chân phanh. Tuy nhiên, đây chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cho tài xế Chứ chưa phải tính năng lái tự động hoàn toàn, do đó xe vẫn cần tài xế kiểm soát. Để tránh việc tài xế lạm dụng tính năng trên, các nhà sản xuất thường yêu cầu hệ thống trên xe đưa ra cảnh báo người lái cần cầm vào vô lăng và vẫn phải tập trung. Tuy nhiên, một số lái xe đã tìm cách đánh lừa hệ thống hỗ trợ lái và việc làm này là vô cùng nguy hiểm. Hồi cuối năm ngoái, một tài xế ở nước ngoài cũng đã có ý tưởng đánh lừa hệ thống hỗ trợ lái ADAS như vậy và đã phải trả giá đắt vì bị tai nạn trên đường cao tốc. Theo đó, tài xế đã kẹp một chai nước vào vô lăng xe Porsche 508 rồi thậm chí không ngồi ở vị trí ghế lái mà ra hẳn phía sau ngồi và quay video. Ban đầu, chiếc xe đã tự lái khá tốt, không chạy chệch làn đường. Tuy nhiên khi xe tới gần một lối rẽ, hệ thống hỗ trợ lái đã đọc được các mũi tên rẽ phải trên mặt đường nên dừng giữ làn cho xe. Hậu quả là chiếc Peugeot 508 đã lao ngay bên phải và đâm xuống rãnh bên đường. Vì ngồi ở ghế sau, người lái không kịp can thiệp vào vô lăng cũng như trần phanh. Rất may không có tổn thất về người trong vụ tai nạn này, nhưng chiếc Peugeot 508 đã bị hư hỏng nặng.